sáng ngày thứ ba, mình lên đường đến tham quan thành cổ Champa, nơi có cụm tháp cổ mà người dân Bình Định còn gọi là tháp Ánh Íp hay tháp Bạc. Tháp Bạc nằm trên một ngọn đồi tại thôn Đại Lộc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Từ xa xa trên quốc lộ 1A, các bạn cũng có thể nhìn thấy ngọn tháp cao nhất của cụm tháp này, do tháp nằm trên đỉnh một ngọn đồi khá cao. Kiến trúc cụm tháp thuộc phong cách chuyển tiếp từ phong cách Mỹ Sơn A1 sang phong cách Bình Định. Giai đoạn tầm cuối thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 12. Cụm tháp Bánh Íp gồm tháp cổng ở tháp nhất, tháp mái và tháp chính ở trên đỉnh đồi. Mỗi ngọn tháp đảm nhận một vai trò và công năng khác nhau. Người Champa đã dùng đá sa thạch, đá hoa cương và gạch được điêu khắc để xây dựng tháp. Quần thể tháp Bánh Íp có nhiều tượng, phù điêu với các đường nét chuyển động duyên dáng, thể hiện văn hóa Champa thế kỷ thứ 11-12. Ngoài ra còn có các linh vật trong cuộc sống lẫn thần thoại như voi, hổ, Garuda là những chủ đề được sử dụng rất nhiều trong hệ thống tháp Bánh Íp. Đường lên cụm tháp nằm ở phía đông là một dãy bậc đá kéo dài từ chân đồi lên đỉnh đồi. Đầu tiên là tháp cổng Gopura, có hình dáng và cấu trúc như tháp chính nhưng với kích thước nhỏ hơn tháp chính, ít các chi tiết trang trí hơn. Tháp cổng là một kiến trúc bằng gạch cao khoảng 13 mét, xây dựng trên bình đồ hình vuông, mỗi cạnh dài 7 mét. Có chức năng làm cổng dẫn vào khu đền tháp, nên ngôi tháp có hai cửa thông nhau theo hướng đông, tây và nằm cùng trục thẳng với cửa tháp chính trên đỉnh đồi. Vòng cửa chính giống như hình mũi lao, có nhiều lớp liên tiếp vút lên cao. Hai mặt còn lại là cửa giả, có kích thước và vòm được mô phỏng giống cửa thật. Quanh thân tháp cổng có những rãnh dọc được soi lõm, tạo thành những cột ốp có dáng cao vút, thanh thoát, nhẹ nhàng. Diềm mái tháp hơi nhô ra, nâng toàn bộ 3 tầng mái. Trang trí tháp cổng đơn giản nhưng khỏe khoắn. Đằng sau tháp cổng là các tầng, các lớp những phế tích đổ nát, trong đó còn dấu tích của một tòa nhà chạy dọc theo hướng đông tây và đối diện với ngọn tháp chính trên đỉnh đồi. Xét về hướng đông nam có một tháp gạch lớn và có kiến trúc gần giống như tháp cổng, đó là tháp bia. Tháp bia nằm cách tháp cổng 22 mét, tháp có chiều cao hơn 10 mét, hình vuông. Tháp bia có bốn mặt đều trổ cửa theo bốn hướng đông tây nam bắc. Bộ mái của tháp bia khá đặc biệt, khác hẳn với những tháp Chăm thường gặp. Các tầng mái thu nhỏ dần về phía trên, mỗi tầng đều có một hàng bầu lọ thể hiện theo lối thắt giữa, phình hai đầu, trông xa như những quả bầu nậm nằm sát nhau, nên còn được gọi là tháp bầu rượu. Tháp bia, nhà che bia là kiến trúc thường có mặt trong bố cục đền tháp lớn ở một vùng. Trong tháp thường có bia ký ghi lại công trạng của các vị vua và các vị thần linh được thờ ở không gian thiên linh thiêng này. Rất tiếc là tấm bia trong ngôi tháp bia này hiện không còn. Trên đỉnh đồi ở độ cao 75 mét tự nhiên so với mực nước biển, tọa lạc hai tòa tháp là tháp thờ trung tâm và tòa tháp mái cong hình yên ngựa, đứng cạnh nhau. Bao quanh khu kiến trúc này là một vòng đai đường mà giờ chỉ còn lại dấu tích của những ổ gạch.
Ngôi tháp chính cao 30 mét, đường bệ và hoành tráng với các cột ốp, đường gồ nhô ra dọc các mặt đường, các cửa vòm và cửa giả hình mũi lao điểm xiết những đường nét thanh tú. Những nét hoa trên các diềm mái là những cảnh ca múa trên các mặt vòm của các cửa giả. Bên cạnh tháp chính là tháp mái cong hình yên ngựa, cao khoảng 12 mét, được trang trí những hình người, hình thú, hình chim ở dưới chân tháp đang ưỡn người, khuỳnh chân, hai tay như đang nâng bổng cả tòa tháp lên. Mái tháp cong hình yên ngựa như xòe cánh bay. Trên mặt tường của kiến trúc, các nghệ sĩ Champa xưa đã tô điểm bằng những băng, những ô hình hoa lá. Trong tháp chính hiện nay có thờ tượng thần Shiva. Được biết, bức tượng gốc của pha tháp bánh ít hiện nay đang là hiện vật của bảo tàng Quimet Pháp, nên bức tượng hiện có trong tháp chỉ là một bức tượng mô phỏng. Nơi đây xưa kia là trung tâm của ba thành cổ Champa đương triều Vijaya, gồm thành Thị Nại, thành Cha và thành Đồ Bàn, với hoạt động kinh tế là sản xuất gốm cổ Vijaya và trung tâm thương mại là cảng Thị Nại. Có thể nói quần thể tháp bánh ít là quần thể kiến trúc độc đáo, có giá trị nghệ thuật cao và được xem là kiệt tác trong nghệ thuật kiến trúc Champa. Năm 2015, tháp Bánh Ít là địa điểm duy nhất của Việt Nam lọt vào cuốn sách 1001 công trình kiến trúc phải đến trong cuộc đời do nhà xuất bản Quintessence của Anh phát hành. Ở Việt Nam, hiện còn rất nhiều ngôi chùa Phật giáo cổ xưa có cùng niên đại với tháp Bánh Ít, nhưng lại không có nhiều ngôi chùa còn giữ được kiến trúc nguyên gốc như tháp Bánh Ít. Bước vào bên trong tòa tháp chính, trước tượng thần Shiva, mình ngước lên nóc tháp và nhìn thấy có rất nhiều những con rơi đang sinh sống. Những con rơi tụ tập trong đỉnh tòa tháp này có lẽ từ rất lâu rồi. Chúng phát ra những tiếng kêu, tiếng rít, những âm thanh vang vọng bên trong đỉnh tháp, khiến cho ngọn tháp cổ càng trở nên cổ kính và huyền bí hơn. Phần móng tháp và thân tháp của cụm tháp Bánh Ít thường cách nhau bằng một lớp đá ong. Họa tiết trang trí phần chân đế là những cột trụ kép tạc hình cánh hoa kép cách điệu đối xứng. Cụm tháp Bánh Ít là một trong những cụm tháp có quy mô lớn nhất của văn hóa Champa còn được lưu giữ trên khắp khu vực Nam Trung Bộ nước ta, với 04 tòa tháp gần như còn nguyên vẹn.
Hiện nay chỉ còn lại một số tháp Chăm nằm rải rác ở các tỉnh Nam Trung Bộ, gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Tuy nhiên, cụm tháp Bánh Ít là một cụm tháp quy mô nhất với nhiều tòa tháp nhất. Rời khu thành cổ Champa và cụm tháp Bánh Ít, mình về lại thành phố Quy Nhơn. Chạy dọc theo con phố Trần Hưng Đạo, mình đến một cụm tháp độc đáo của Bình Định, đó là tháp đôi Quy Nhơn, hay còn gọi là tháp Hưng Thạnh. Tiếng Chăm gọi là tháp Sri Banoi. Tòa tháp đôi này được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ thứ 13, là thời kỳ Vương quốc Champa gặp nhiều biến động. Trải qua nhiều biến cố lịch sử thăng trầm, tháp đã bị phá hủy nặng nề và được trùng tu lại vào năm 1990 đến năm 1997 bởi những người thợ lành nghề, với sự giúp sức của các nhà khoa học, các nhà khảo cổ học trong nước và các chuyên gia nước ngoài. Tọa lạc trên khu đất bằng phẳng hơn 6.000 m2 giữa những dạng cây dừa, cau và hoa cỏ. Tháp đôi Quy Nhơn là một điểm đến khá nổi tiếng của Quy Nhơn Bình Định. Cụm tháp có cấu trúc độc đáo, gồm hai tháp. Ở đây người dân tạm gọi là tháp vua, bởi tháp có hình dáng như một vương miện của nhà vua với chiều cao khoảng 25m, và một tháp là tháp hoàng hậu với hình dáng như vương miện của hoàng hậu, cao khoảng 23m. Cả hai tháp này đều quay mặt về hướng nam. Xây dựng bằng gạch nung xếp với nhau và kết dính bằng chất kết dính đặc biệt theo kỹ thuật xây dựng của người Champa xưa. Ở dưới chân tháp là những khối đá lớn. Thân tháp được xây dựng bằng gạch nung, còn đỉnh tháp là những mặt cong được tạo thành bởi gạch nung xếp khéo léo đan xen nhau. Góc của tháp được trang trí bằng tượng chim thần Garuda, tạp chủng đầu voi, mình sư tử và hình người có 6 hoặc 8 tay bằng đá theo tín ngưỡng của người Chăm. Cụm tháp đôi Quy Nhơn là cụm tháp đẹp nhất của hệ thống tháp Chăm nằm rải rác khắp vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Khác với các tháp Champa khác, bên trong tháp đôi có thờ linh vật Linga và Yoni, biểu tượng cối và chày giã gạo, hay đặc tính dương và đặc tính âm của thần Shiva, một vị thần trong thần thoại của Ấn Độ. Đối với mình, vì sau khi đã tham quan thành cổ Champa và cụm tháp Bánh Ít, thì mình thấy rằng cụm tháp đôi này có rất nhiều khác biệt với cụm tháp Bánh Ít, nhất là ở phần đỉnh của tháp. Đối với tháp Bánh Ít, đỉnh tháp khép kín tạo thành mái tre, thì ở tháp đôi, đỉnh tháp không khép kín mà mở ra thoáng như một giếng trời.
Champa ở Quy Nhơn không chỉ là điểm check-in tuyệt đẹp của du khách, mà còn có giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng và giá trị kiến trúc nghệ thuật vô cùng to lớn. Đây là niềm tự hào của người dân miền duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam.